Ngày hôm nay thì Nhật Tây sẽ tiến hành test lại và cái chất lượng nhạc của dòng sản phẩm này, cũng như là review sơ lại cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe cái phiên bản loa tầm giá là 27 triệu 700 ngàn ha anh chị. Thì đây là cái mẫu sản phẩm mà được nâng cấp hơn từ cái dòng loa 1504 phiên bản FX. Thì loa NT1504 phiên bản FX này được trang bị cho mình gồm có hai bát 40, có từ là 190, côn là 75 ha, và một súp 50 có từ là 220, côn là 100, đến từ thương hiệu của RCF. Trep ở đây Nhật Tây đang ráp ở bên trong là trep 750 RCF anh chị nhé. Và để chống cháy trep và bát thì Nhật Tây có lắp cái cặp mạch lọc phân tần ở bên trong để giúp chúng ta bảo quản bát trep cũng như là lọc lọc âm nó được tốt hơn ha anh chị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đeo cái tai nghe vào để nghe nhạc nha anh chị nhé. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hay dùng tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn sứ nhị vàng chắc nàng yêu đi tôi. Chợt tan biến nhanh người yêu lại gieo đắng cay, thì em ơi anh muốn nói yêu em suốt đời, đừng trách anh giận anh buồn anh nhé em, vì ai mà anh đã yêu yêu trong lặng cười. Nhật Tây có review cái phần hướng dẫn sử dụng của em loa này dưới cái phần mô tả. Anh chị có thể là đọc dưới phần mô tả để mà xem cái video hướng dẫn của Nhật Tây ha anh chị. Rồi, video của Nhật Tây tới đây xin được tạm ngừng. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu anh chị có quan tâm và mua hàng để ủng hộ cho Nhật Tây thì có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0797 989 656, hoặc là anh chị có thể là ủng hộ bằng cách là bấm nút đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất của chúng tôi. Rồi, xin được kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo. Bye bye.